Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở phần 4 trên 6 của bài 22. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những cái từ mới của bài trước khi mình vào phần đàm thoại. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha. Thứ nhất, chúng ta có từ照片.照片 với cái nghĩa là tấm ảnh. Ví dụ như một tấm ảnh là 一张照片, hai tấm ảnh là 两张照片. Ví dụ người trong ảnh là ai? 照片里的人是谁? Hay là đây là tấm ảnh của ai? 这是谁的照片? Đây là tấm ảnh của gia đình tôi. 这是我全家的照片. Và từ đây mình mở rộng thêm là 照相机 là máy chụp hình nè, rồi 照相 là chụp hình, vân vân. Từ thứ hai ta có từ 后边. 后边 là phía sau, từ bên nó đọc khinh thanh thôi, đọc nhẹ. Như vậy là 我家在后边, nhà tôi ở phía sau đấy. Phía sau trường tôi có một cái hồ bơi. À, thì chúng ta sẽ nói là 学校的后边 hoặc là 学校后边 有一个游泳池, hay là có một sân vận động là 有一个运动场. Rồi như vậy nhắc lại mình muốn nói ở sau cái địa điểm nào đó. À, sau bưu điện thì là 邮局后边, sau ngân hàng là 银行后边, sau nhà tôi là 我家后边. Ngược lại với 后边 thì ta có 前边. 前边 là phía trước. Từ thứ ba là 认识. 认识 thì âm tiếng Việt là chữ nhận thức, nhưng mà cái nghĩa nhận thức bây giờ ít dùng rồi, mà nó có dùng với cái nghĩa khác là quen biết đối với một người nào đó hoặc là đường xá. Ví dụ bạn có quen cô ấy không? Thì 认识他 mà 我认识他, tôi quen anh ấy. À, tôi quen cô ấy. 我不认识他, tôi không quen anh ấy. 你不认识路，我带你去. Anh không quen đường để tôi dẫn anh đi nhé. 你不认识路，我带你去. Từ thứ tư ta có từ diễn chiếu sinh. Diễn chiếu sinh là nghiên cứu sinh. À, ở Trung Quốc chỉ cho những người học từ bậc đại học lên trên thạc sĩ thì là nghiên cứu sinh thạc sĩ, và từ thạc sĩ lên tiến sĩ thì là nghiên cứu sinh tiến sĩ, nó vẫn dùng hết từ diễn chiếu sinh này. Như vậy là nghiên cứu sinh thạc sĩ là 硕士 diễn chiếu sinh, còn nghiên cứu sinh tiến sĩ thì là 博士 diễn chiếu sinh. Trong khi ở Việt Nam là học từ bậc đại học, tức là học cao học, thì cái người học đó chỉ gọi là học viên cao học thôi chứ không gọi là nghiên cứu sinh. Từ thứ năm ta có từ ti. Ti là thấp, dùng cho những cái đồ vật, sự vật gì đó cũng được, hoặc là dùng cho những cái thứ gì khác. Còn nếu đối với người thì có từ ải. À, ví dụ tha cơ chứ, ải xẹo. À, vóc dáng nó vừa thấp vừa bé nữa, ải xẹo. Ải là thấp, là lùn. Còn đối với đồ vật chúng ta dùng từ ti. Âm hán Việt của nó là từ đê. Đê hàng là thấp kém gì đó. Từ thứ sáu là nển chỉ. Nển chỉ là lớp, tức là chỉ cho mỗi một năm một lớp á. Ví dụ tôi lớp 5, à, nó lớp 6 chẳng hạn. À, bạn học lớp mấy? Nì sang chỉ nển chỉ. Tôi học lớp 5. Wǒ shàng wǔ nián jǐ. Tôi cao hơn anh ấy một lớp. Wǒ bǐ tā gāo yī gè nián jǐ. À, dùng như vậy. Từ thứ bảy là wǔ tǎo. Wǔ tǎo là vũ đạo. Âm tiếng Việt là vũ đạo, có nghĩa là múa, nhưng nó mới là danh từ thôi. Mới là danh từ. Thì thường nó ghép là wǔ tǎo diễn viên. Wǔ tǎo, wǔ tǎo diễn viên, diễn viên múa, diễn viên múa. Từ thứ 8 là có từ dàn duyển là diễn viên, thế thôi. Còn những cái diễn viên nổi tiếng thì tiếng Việt mình hay dùng từ minh tinh, nó miễn xiên thì bây giờ vẫn còn dùng. Còn những diễn viên nổi tiếng mà tên tuổi rất lớn thì là ta miễn xiên. Từ thứ 9 ta có từ theo. Theo là nhảy, ví dụ như theo lỗ là nhảy lầu, theo xẻo là nhảy cầu. À, ví dụ những người trên máy bay nhảy xuống có dù thì theo sàn là nhảy dù. Và theo vụ là nhảy đầm hoặc là khiêu vũ. Chúng ta cùng đọc từ thứ nhất đến từ thứ chín nha. Trao pian, hậu pian, rên sơ. Từ sơ này chúng ta có thể đọc thành khinh thanh rên sơ. Diễn chiếu sơn, ti, nén chỉ, ú tạo, diễn viên, theo,
Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 10. Từ thứ 10 là pang. Pang cái nghĩa gốc nó là cây gậy. Mu pang là cái cây gậy gỗ. Và từ pang ngoài nghĩa cây gậy đó, ví dụ như là thiết bản là cây gậy sắt của ông Tề Thiên, ta hay xem phim thiết bản đó, thì nó còn cái nghĩa mở rộng khác, đó là giỏi, là hay, là tuyệt gì đó. Như vậy là tha sơ han gì sơ tờ hình bằng, anh ấy nói tiếng Hoa rất là giỏi. Tha theo vũ theo tờ trên bằng, cô ấy khiêu vũ thật là giỏi, thật là hay, thật là đẹp. Giỏi hay gì đó đều dùng từ bằng này, đó là tính từ. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 11 là từ chỉ. Chỉ âm ấm Việt là cực. Cực Bắc, cực Nam, bầy chỉ, nản chỉ, cực âm, cực dương. Rồi cực kỳ cũng dùng từ chỉ này. Chín thiên rơ chỉ là hôm nay nóng cực kỳ. À, chỉ là. Từ thứ 12 là từ treo. Treo có rất là nhiều nghĩa. Thứ nhất là treo hua là giao hàng. Giao nộp cái gì đó rồi. Kế tiếp là treo xê là nộp thuế. Rồi mình đi mua đồ thì treo xẻn là trả tiền. Rồi mình đi đâu đó mình kết bạn với ai đó là treo phận vô. Treo phận vô. Như vậy từ treo có rất là nhiều nghĩa. Từ thứ 13 là từ huỷ, cũng có nhiều nghĩa. Trong phạm vi của bài thì huỷ là về thôi. Huỷ cha là về nhà, huỷ của là về nước. Bố chơi bố huỷ là không say không về. Huỷ lào cha là về quê. Từ thứ 14 lào cha là quê. Nỉ lào cha chai sầm ở tí phán, quê của anh ở đâu? À, chai san tung ở Sơn Đông, chai sang hải ở Thượng Hải. Lào cha là quê nhà, quê cũ gì đó cũng được. Từ thứ 15 là sư chi. Sư chi là tài xế. Chi chơ sư chi tức là tài xế xe hơi. À, sư chi. Ông nói việc là tư cơ, tách ra vẫn còn dùng. Tư hay ti cũng được, công ty cũng nó, sở tư pháp cũng chữ tư đó. Chi là tư cơ. Từ thứ 16 chúng ta có từ thuy siêu. Đọc là thuy siêu. Thuy là chữ thoái là lùi lại, còn siêu là chữ hưu là nghỉ ngơi. Lùi lại nghỉ ngơi tức là không có tham gia làm việc nữa, tức là nghỉ hưu, thuy siêu. Ví dụ như bố tôi nghỉ hưu rồi. Wo ba bà thuy siêu là. Ông nội tôi nghỉ hưu từ lâu rồi. Wo dễ dè chào chưa thuy siêu là. Hoặc là thuy siêu hảo chịu là. Nghỉ hưu lâu rồi cũng được. Từ thứ 17 chúng ta có từ trung. Trung là trồng, trung hoa là trồng hoa, trung su là trồng cây. Ngoài ra từ này còn đọc với một cái âm đọc khác, đó là trùng là loại. Ví dụ trơ trùng su là loại sách này. À, na trùng rển của họ, cái loại người đó không tốt. Câu này ít dùng vì người mà dùng từ trùng này là chúng ta nói hơi nặng đấy. Từ thứ 18 là hoa. Mô ly hoa là hoa lài, lãn hoa là hoa lan. Chỉ hoa là hoa cúc. Rồi vậy thôi. Quả xì hoan khan hoa. Tôi thích ngắm hoa. Quả dễ dễ xì hoan trung hoa. Ông nội tôi thích trồng hoa. Vân vân. Từ thứ 19 nó là một cụm sủng to. Nó có thể dùng cho không gian, cũng có thể dùng cho thời gian được. Từ nhà tôi đến công ty khoảng 5 cây số. Sủng quà cha to cung xưa. Ta cai ủ cũng lì luôn. Đó là chỉ về không gian đấy. Từ nay đến Tết còn 4 tháng nữa, sủng xin trai to xin nén, hãy dầu sư cơ duyên. Còn 4 tháng nữa, từ nay đến Tết còn 4 tháng nữa. Như vậy đang nói về thời gian cũng được. Sủng to là từ đến. Chúng ta cùng đọc nha. Bằng chỉ treo huế lào cha sư chi thuê siêu trồng hoa sống to. Kế tiếp chúng ta có từ thứ 20 là đọc là tôn. Tôn âm tiếng Việt là động, có nghĩa là động đậy, nhúc nhích, hoạt động. Đụng chạm đến thì bẻ tôn của tôi tôn si, bạn đừng có đụng đến đồ của tôi. Tha tay rồi bủa tôn, ông ấy cứ thừ ra không có hoạt động gì cả, không có động đậy nhúc nhích gì hết. Tôn. Từ 21 là lỗ phản. Lỗ phản là nhà ở, ở dạng chung cư, nhà ở mà ở dạng chung cư, nhà trên lầu, lỗ phản. Ngược lại với từ phiển phản là nhà dưới đất.
nhà trệt ở dưới. Yuan zi là sân. Yuan zi li, yuan zi li là trong sân, trúng ra hình tô hoa, có trồng rất nhiều hoa. Yuan zi. Từ thứ 23 là chuyển, đó là cảm thấy. Wo chuyển tới hình lợn, tôi cảm thấy rất là lạnh. Wo chuyển tới hình rơ, tôi cảm thấy rất là nóng. Từ thứ 24, thung khoai. Thung khoai âm tiếng Việt là thống khoái, nhưng có nghĩa là đã, là sướng, là thoải mái. Hơ cơ thung khoai, quản cơ thung khoai, uống một bữa cho đã, chơi một bữa cho đã, thung khoai. Từ thứ 25 là nũng xuân, là nông thôn hay là quê. Hủy nũng xuân, về nông thôn hoặc là về quê. Của ba bà trú xe nũng xuân, bố tôi sống ở quê hoặc là sống ở nông thôn. Từ thứ 26 là na lì, là ở đó, chỗ đó. Tha cha xe na lì, nhà nấy ở đó, đó ở chỗ đó đó. Na lì xin xe hình rơ, ở đó bây giờ rất là nóng. Từ thứ 27 là phản chứ. Phản chứ là nhà. Tha xin mày là gì cơ phản chứ. Anh ấy mới mua một căn nhà. Tha phản chứ hình ta. Căn nhà của anh ấy rất lớn. Và đến đây mình xin kết thúc phần 4 trên 6 của bài 22. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chúc mọi người học vui nhé. Thân chào.